hàng trăm ngã rẽ nghề nghiệp, con đường nào sẽ dẫn lối thành công? Ngành nghề nào sẽ đem lại cơ hội phát triển? Đó là câu hỏi của rất nhiều bạn trẻ khi đứng trước áp lực phải lựa chọn con đường đại học hay học nghề. Thế nhưng xã hội càng phát triển đã chứng minh cho thấy rất nhiều cá nhân đã thành công, đạt được nhiều kết quả từ hành trình theo đuổi học nghề. Cách đây 15 năm, anh Trương Công Tiến từng theo học ngành sửa chữa cơ khí tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, rồi làm công nhân tại một nhà máy. Song quyết tâm học hỏi cùng hoài bão lớn, anh Tiến đã mạnh dạn tự tin khởi nghiệp từ việc nhận các đơn hàng gia công nhỏ lẻ đầu tiên. Đến nay, anh đã trở thành ông chủ doanh nghiệp với 3 xưởng cơ khí tạo công an việc làm cho hơn 60 nhân công, phục vụ cho thị trường trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thì khuyên các bạn là có nghĩa là mình học cái nghề làm sao phù hợp với cái trình độ của mình. Khi mà không phải cứ học nghề ra là mình làm công nhân là cũng sợ vất vả. Trước tiên thì muốn thành công được thì đầu tiên là cũng phải sắm tay và làm trực tiếp và làm để lấy cái tay nghề. Sau khi có tay nghề rồi thì đương nhiên là cái vấn đề đầu tư phát triển rồi thì nó sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lựa chọn học nghề như anh Tiến vào thời điểm đó là một quyết định khó khăn khi quan niệm của xã hội vẫn còn coi trọng bằng cấp. Thế nhưng những năm gần đây, quan niệm này đã đang dần thay đổi khi học nghề được nhìn nhận và trả lại vị trí vốn có. Nhiều bạn trẻ đã không còn e ngại khi đăng ký học nghề. Nhiều phụ huynh đã tự tin về tương lai của con em mình khi theo đuổi con đường học nghề. Nó vừa tiết kiệm chi phí, cũng tiết kiệm được nhiều thời gian. Và khi ra thì mình có được 2 bằng, vừa học nghề vừa là bằng cấp 3 luôn. Mới đầu thì em thực sự là em cũng không có đam mê gì nhiều về nghề điện ạ. Nhưng với sự quan tâm chỉ bảo của thầy cô ạ, thì mọi chuyện nó dần dần ổn định và nó sẽ thành ước mơ của em ạ. Theo các chuyên gia, đại học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công. Các yếu tố kỹ năng, thái độ làm việc chính là tiêu chí đầu tiên khi các nhà tuyển dụng lao động tìm kiếm. Câu chuyện bằng cấp thì không còn quan trọng nữa, cũng như là câu chuyện chuyên ngành hẳn về một cái chuyên ngành sâu nào cũng không còn là quá quan trọng nữa. Các nhà tuyển dụng bây giờ muốn tìm những con người có thái độ tốt, có cái hiểu biết đủ tốt trong cái ngành đấy và có cái kỹ năng cơ bản để làm được. Còn sau đó thì hầu hết tất cả các tập đoàn đều hướng vào cái việc là đào tạo để nâng cao trình độ cho cán bộ nhân viên của mình. Xác định đổi mới, nâng cao chất lượng là nhiệm vụ sống còn. Chính vì vậy, thời gian qua, hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã chủ động gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Đặc biệt như tại trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp Vĩnh Phúc, một trung tâm ứng dụng chuyển giao công nghệ được đặt ngay trong trường đã giúp hoàn thiện, bổ sung các khuyết thiếu về mặt kỹ năng cho sinh viên, tăng cường tính thực hành và bám sát yêu cầu đặt hàng của doanh nghiệp. Theo chương trình của Đức thì bọn em sẽ được ra trường thì sẽ được level cấp 4 của bằng tiếng Anh. Nên là cơ hội xin việc làm của em cũng rất là dễ. Và có thể là mình cũng đi theo cái chương trình xuất khẩu lao động sang nước ngoài. Thì hiện nay cái nhà trường rất là quan tâm. Đấy, thì thường xuyên là có cử các em xuống để mà thực tập tại cái trung tâm. Để mà từ đó các em được nâng cao cái tay nghề. Thì thông thường thì trong một khóa học thì các em được khoảng 6 đợt thì các em được xuống thực tập thực tế tại trung tâm của trường và cũng như là các đơn vị ở ngoài. Tại các nước có nền giáo dục phát triển như Đức, Na Uy, Hàn Quốc, Nhật Bản, học nghề đã trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ nhằm tiếp cận sớm với thị trường lao động một cách hiệu quả và nhanh chóng, tiến tới khởi nghiệp thành công. Không chỉ riêng các nước đang phát triển như Việt Nam đâu, mà các nước đang rất phát triển họ cũng bị thiếu hụt cái nhu cầu lao động có kỹ năng, một khối lượng rất là lớn. Chính vì vậy cho nên là các quốc gia đang tập trung sâu vào cái việc đổi mới và nâng cao cái chất lượng của hệ thống đào tạo nghề. Trong những năm gần đây thì chúng ta đã rất tập trung chỉ đạo cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp phải đổi mới cả về nội dung chương trình và phương pháp tổ chức giảng dạy để làm thế nào mà các em học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường thì cái kỹ năng, kiến thức tay nghề và thái độ làm việc cũng như là những kỹ năng mềm để đáp ứng ngay được cái yêu cầu của cái vị trí việc làm. Theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Câu nói nổi tiếng này cho thấy nếu các bạn trẻ chọn đúng đam mê và đủ quyết tâm để theo đuổi đến cùng thì
thì sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Trong đó học nghề cũng là một lựa chọn tốt để mở ra cánh cửa tương lai lập thân, lập nghiệp.